Xin chào, rất vui rất được gặp lại các bạn trong loạt video hỏi đáp cực mạnh của VFX. Bạn có biết cụ cao bá quát cần bắt bao nhiêu con đom đóm để có đủ ánh sáng đọc sách? Hay dao gamma là gì và nó có dùng để thái rau được hay không? Chào mừng đến với Bạn hỏi VFX trả lời phần lộc phát. Bạn tờ linh, ôi, phải tờ linh không ta? Thắc mắc, ngày xưa cụ cao bá quát bắt đom đóm cho vào vỏ trứng để học. Bạn muốn biết là cụ cần phải bắt bao nhiêu con đom đóm thì mới có đủ ánh sáng để đọc chữ? Đầu tiên cần phải quy định thế nào thì là đủ ánh sáng để đọc chữ. Để cho đơn giản, ta sẽ coi ánh sáng từ một ngọn nến, hay còn gọi là đèn cầy, đèn chó, size trung bình, không phải size này, là đủ để đọc sách. Hợp lý đúng không ạ? Anh chị em 8X, 9X vào xác nhận giúp mình phanh nha. Theo thông tin trên Internet, một ngọn nến trung bình tạo ra khoảng 12,57 lumen. Lumen hay còn gọi là quang thông là đơn vị đo tổng lượng ánh sáng phát ra từ một nguồn sáng. Hiện thì chưa có nghiên cứu khoa học nào kết luận quang thông của đom đóm là bao nhiêu. Tuy nhiên, một bài báo năm 1928 phát hiện ra rằng những mảng sáng kích thước khoảng 0,0137cm² của những con bọ phát sáng thuộc chi Pyrophorus sản sinh khoảng 0,0006 lumen ánh sáng. Phần phát sáng của những con đom đóm thường nằm ở đốt thứ 6 và 7 ở bụng dưới, có kích thước và khả năng phát sáng tương đương với hai chiếc đèn pha của những con bọ Pyrophorus. Vì vậy, ta giả định một con đom đóm cũng phát ra 0,006 lumen ánh sáng để cho tiện. Với những giả định này, thì cụ cao bá quát sẽ cần khoảng 12,57 chia cho 0,0006 bằng 20.950 con đom đóm để có công suất phát sáng tương đương với một ngọn nến. What? Nhưng đừng quên rằng đom đóm không phát sáng liên tục như là những con bọ đèn pha. Chúng nhấp nháy một lần mỗi vài giây. Nghĩa là để có nguồn sáng 12,57 lumen ổn định, cụ quát sẽ cần lực lượng đom đóm đông gấp từ 2 đến 5 lần con số mà vì vậy vừa mới tính ra, tức là từ 4 đến 10 vạn đóm. Thôi đi mua nến hoặc kiếm đống rơm nào mà học cho nhanh cụ ạ. Bạn Tai Oan Duy muốn tìm hiểu thêm thông tin về dao proton dùng để điều trị ung thư. Đầu tiên, thứ mà bạn Duy gọi là dao proton có tên gọi khác là xạ phẫu bằng chùm tia proton, proton beam radio surgery, là một phương pháp điều trị ung thư nói riêng và các khối u nói chung bằng phóng xạ, hay còn gọi là xạ trị. Thay vì cắt bỏ khối u bằng lưỡi dao thông thường, xạ trị sẽ phá hủy các vùng mô được định vị bằng bức xạ ion hóa, hay còn gọi là phóng xạ. Ưu điểm của phương pháp này đó là không cần tới dao kéo. Các bác sĩ có thể phá hủy các khối u nằm sâu trong não mà không cần phải mổ banh hộp sọ của bệnh nhân. Phẫu thuật bằng bức xạ có sử dụng hệ tọa độ 3 chiều để xác định vị trí mục tiêu, được thực hiện lần đầu tiên bởi bác sĩ người Thụy Điển Lars Lexell vào năm 1949, sử dụng đầu dò và các điện cực để đốt các khối u nhỏ trong não. Nhưng sử dụng đầu dò và điện cực có nghĩa là sẽ phải khoan một lỗ trên hộp sọ của bệnh nhân, gây rủi ro nhiễm trùng. Đến những năm 1950, người ta bắt đầu thay thế điện cực bằng tia X. Tia X có khả năng đâm xuyên da thịt, thậm chí là cả xương, thế nên sẽ không cần phải khoan hộp sọ nữa. Các chùm tia X chết chóc sẽ được bắn từ nhiều góc khác nhau để chúng hội tụ vào khối u và tiêu diệt nó. Nhưng chỉ một thập niên sau đó, người ta lại dùng dịch thay thế tia X độc hại bằng chùm proton. Proton là các hạt tích điện dương được tìm thấy trong hầu hết mọi hạt nhân nguyên tử của mọi nguyên tố mà con người biết đến. Nó thường đi kèm với hạt neutron không mang điện, ngoại trừ trong hạt nhân của nguyên tử hydro. Hydro chỉ có duy nhất một proton. Đầu tiên, các hạt proton sẽ được tăng tốc lên tốc độ rất cao bằng những cỗ máy gia tốc hạt đặc biệt gọi là synchrocyclotron. Sau khi được tăng tốc, các proton sẽ được bắn vào khối u với độ chính xác cực cao. Trước đó thì vị trí, hình dạng và kích thước của khối u sẽ được xác định bằng những kỹ thuật tiên tiến như là chụp ảnh cộng hưởng từ MRI, chụp cắt lớp vi tính CT scan hoặc chụp cắt lớp phát xạ positron PET scan. Khi các proton di chuyển trong cơ thể, chúng giải phóng năng lượng, phá hủy DNA của tế bào ung thư và ngăn không cho chúng tiếp tục phân chia.
khối u sau đó sẽ teo lại và được hệ miễn dịch dọn dẹp. Điểm khác biệt khiến cho dao proton thay thế được dao X trong rất nhiều trường hợp đó là vì trong quá trình đâm xuyên qua cơ thể người, proton sẽ giải phóng hầu hết năng lượng của nó ngay trước khi mà nó dừng lại. Sở dĩ như vậy là do proton là các hạt có khối lượng, không chỉ vậy còn rất nặng. Nặng ở đây là so với electron chứ không phải là so với bạn đâu nha. Thế nên nó chậm lại rất nhanh và mất rất nhiều năng lượng khi mà nó chậm lại, tạo thành một đỉnh trên đồ thị bạn đang nhìn thấy, gọi là đỉnh Bragg. Đặt theo tên nhà khoa học William Henry Bragg, người đã phát hiện ra hiện tượng này vào năm 1903. Sau khi đạt đỉnh, mức năng lượng mà proton giải phóng tụt xuống rất nhanh, gần như bằng không, thể hiện dưới dạng đường màu cắm sấp mặt xuống đáy của đồ thị. Tia X thì khác. Bản chất của tia X cũng là một photon, photon chứ không phải là proton nha, gần giống với photon trong ánh sáng mặt trời. Thế nhưng dao động với tần số gấp từ hàng trăm đến hàng chục nghìn lần và cũng giàu năng lượng hơn từ 100 đến 100 nghìn lần so với ánh sáng mà bạn nhìn thấy được. Đó là lý do mà tia X xuyên qua được da thịt của tớ và bạn, còn ánh sáng mặt trời thì không. Vấn đề là tia X là một photon, và photon nếu như bạn không cúp học lý quá nhiều thì nó không có khối lượng nghỉ. Điều này khiến cho tia X giải phóng năng lượng của nó trên quãng đường dài hơn, cũng chính là mất nhiều thời gian để phanh lại hơn. Khi nhìn trên đồ thị, ta thấy rõ rằng chùm photon tiếp tục giải phóng năng lượng bức xạ rất rất lâu sau khi đạt đỉnh. Hiểu nôm na, chùm proton đạt đỉnh năng lượng khi nó xuyên đến vị trí được chỉ định. Tại đây, nó giải phóng gần như toàn bộ năng lượng, phá hủy DNA của tế bào ung thư, rồi thôi, không chạm đến các mô và tế bào khỏe mạnh xung quanh. Trong khi đó, tia X cũng phá hủy khối u, thế nhưng vì vẫn còn quá giàu năng lượng, nó tiếp tục phá hủy hoặc làm hư hại các mô lành lặn, không ung thư xung quanh khối u. Điều này sẽ rất tệ, bởi nếu như một khối u nằm sâu trong não, xung quanh nó sẽ toàn là não ề. Dao proton rất tốt, nhưng... Và bạn biết rằng sau chữ nhưng thường không tốt đẹp gì. Và đúng vậy, phương pháp này quá phi thực tế. Những cô máy gia tốc hạt synchro-cyclotron giống như cái tên của nó vậy, quá cồng kềnh và phức tạp. Nó giống như bạn bê cả một phòng thí nghiệm vật lý hạt vào trong bệnh viện vậy. Trong khi bạn chưa biết máy gia tốc hạt là gì thì người sắt Tony Stark đã chế tạo một phiên bản mini của nó trong nhà kho của anh ấy, và nó trông như này. Hay cỗ máy gia tốc hạt xịn sò nhất thế giới, Large Hadron Collider, thứ mà người ta đồn là có thể chế tạo ra hố đen mini nuốt ực trái đất, có chu vi lên tới 27 km, và chắc chắn là không bỏ vừa phòng khách nhà bạn hay trung bình một cái bệnh viện. Nói vậy để thấy rằng dù rất tốt, dao proton vô cùng đắt đỏ để chế tạo và chắc chắn là không thể phổ biến đến hầu hết các bệnh viện trên thế giới. Đó là chưa kể, mỗi bác sĩ vận hành thiết bị này sẽ lại cần phải bổ túc một khóa về vật lý hạt nữa. Bài toán đặt ra cho ngành y tế thập niên 60 đó là phải chế tạo ra một thiết bị thiết thực, nhỏ gọn, chính xác, thế nhưng vẫn phải đủ đơn giản để các bác sĩ phẫu thuật có thể tự vận hành. Và nó đã được giải vào năm 1967, khi vẫn là bác sĩ La Lixell và các cộng sự đã chế tạo thành công nguyên mẫu đầu tiên của thứ mà ngày nay chúng ta gọi là dao gamma, gamma knife. Gọi là dao, thế nhưng dao gamma lại trông giống một chiếc nồi cơm điện. Bên trong chiếc nồi này thì không phải là cơm, mà là đồng vị phóng xạ coban 60 có chu kỳ bán dã 5,27 năm. Coban 60 phát ra tia gamma, giàu năng lượng gấp gần 1 triệu lần photon trong ánh sáng bạn nhìn thấy. Nghe thì rất ghê, thế nhưng thực ra bạn cũng chả thể dùng dao này để thái dao được. Đây. Dựa trên hình dạng, kích thước và vị trí của khối u, các bác sĩ sẽ tính toán liều lượng bức xạ gamma phù hợp. Tùy vào quy mô phẫu thuật mà có thể có tới 200 chùm tia gamma, đường kính từ 4, 8, 14 cho đến 18mm được chiếu từ nhiều góc độ khác nhau từ trong lòng nồi cơm điện, cùng hội tụ chính xác vào mục tiêu trong não. Các tia hội tụ sẽ cường hóa sức mạnh,
tạo ra một cục bức xạ tập trung cường độ cao đập chết bíp khối u. Đồng thời triệt tiêu lẫn nhau để đảm bảo rằng các chùm tia riêng lẻ sẽ không đứt phanh và đi quá xa vị trí chỉ định, gây thiệt hại không đáng có. Nghe thì nhanh, thế nhưng một buổi điều trị bằng tia gamma có thể kéo dài từ vài phút cho tới vài giờ. Ưu điểm của xạ trị nói chung và xạ trị bằng dao gamma nói riêng đó là gần như không gây đau đớn. Bệnh nhân tỉnh táo trong suốt quá trình điều trị và có thể về nhà ngay sau đó. Ngày nay, cả tia X, proton và tia gamma đều được sử dụng trong xạ trị ung thư. Dao proton có ưu điểm là cực kỳ chính xác, ít tác dụng phụ, thế nhưng siêu đắt đỏ và không phổ biến. Sự chính xác cục bộ, chùm hạt proton chỉ giải phóng năng lượng trong một khu vực hạn chế, vốn là ưu điểm của dao proton thì cũng trở thành một nhược điểm trong điều trị ung thư. Dao proton chỉ thích hợp để tiêu diệt các khối u nguyên phát, thường có đường viền xác định và chưa lan rộng hay là di căn, đặc biệt là những khối u nằm tại những vị trí tối quan trọng, cần tránh tuyệt đối tác dụng phụ như là não, cột sống hay mắt. Dao gamma tương đối đắt đỏ, hiệu quả nhất đối với những khối u di căn cỡ nhỏ đến vừa nằm trong não. Trong khi đó, xạ trị tia X rẻ nhất và phổ biến nhất, mặc dù kém chính xác hơn, thế nhưng lại có thể điều trị khối u trên khắp cơ thể. Hy vọng những thông tin này khiến cho bạn Duy cảm thấy thỏa mãn. Nhớ like và share video nha Duy ơi. Anh chị em có muốn bổ sung gì không ạ? Mời để lại bình luận bên dưới. Như mọi khi, nhớ like video nếu thấy nó bổ ích. Hỏi thật bựa để được lên TV. Đăng ký kênh và rung chuông để được thông báo khi có video mới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.